Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một hiện tượng lạ, đó là thánh thể trở thành những cánh hoa hồng ở Paraguay. Biến cố này xảy ra khi một linh mục tên là Gustavo Palacios ngài đem mình thánh cho bệnh nhân. Sau khi ngài trở về thì mình thánh còn lại trở thành những cánh hoa hồng có mùi thơm hoa hồng và có một chất lỏng màu tím chảy ra, không phải là bằng máu. Kính thưa quý vị và anh chị em, nhiều người rất là thắc mắc, không hiểu lý do tại sao bánh thánh lại trở nên những cánh hoa hồng. Thì cha có một lời giải thích là cái người bệnh nhân mà cha đem mình thánh, cái người đó có một lòng sùng kính rất là đặc biệt đối với Đức Mẹ Hoa Hồng. Quang Hải mời quý vị và anh chị em chúng ta xem qua đoạn video này. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau khi xem xong đoạn video ngắn, quý vị và anh chị em có cảm nhận như thế nào? Riêng Quang Hải thì Quang Hải suy nghĩ rằng là đây là một món quà Đức Mẹ dành cho những ai có lòng sùng kính yêu mến Mẹ một cách đặc biệt. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng thật nhiều làm chuỗi măng côi để dâng lên Đức Mẹ những cánh hoa hồng mà Đức Mẹ rất là yêu mến, Đức Mẹ rất là thích. Chúng ta đọc kinh măng côi để dâng kính cho Mẹ. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.